Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Giang ở quận Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay chị Giang có về một số phô mai bonsai ha, hoành to nè. Rất nhiều dáng thế luôn. Đa số thì đến nôm ha. Giá thì mềm. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Giang ha. Đây quý vị. Đặt kẹo luôn nè. Rồi, chào chị. Dạ, anh chào anh Tâm. Dạ, dạ, con kính chào cô chú anh chị ạ. À, hôm nay con tiếp tục về một lô mai tàn, ủa mai phôi giả Thủ Đức nha cô chú anh dạ. Chị. Gồm có 30 cây, hình thức của anh con là bao sóng, bao ship toàn quốc. Dạ. Con ở chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại liên hệ với con là 0355144530, đó là số Zalo của shop con luôn ha. Dạ. Rồi mong cô chú xem ủng hộ giúp con ạ. À. Dạ, con lên cây đầu tiên nha cô chú anh chị, mã số 1. Số 1 ha. Dạ, một em dáng lắc lượng nha cô chú anh chị. Cao 60. Rồi. Hoành thân 14. Cái này nôm đẹp. Sổ nôm 2 tấc rưỡi. Đó, đúng bonsai luôn. Rồi, số 1 650 luôn cô chú anh chị. Chỉ có 650 ha. Dạ, 650 cho mã số 1. Dạ. Sắp đéo ở đó luôn. Rồi, lên cây. Rồi, lên mã số 2 nha cô chú anh chị. Cao 50. Hoành thân 19. Rồi, đây. Củ nở rất đẹp nha cả nhà. Rất đẹp. Rồi, mã số 2 em giao lưu giá 650 luôn anh. Rồi, 650 ha. 650 cho mã số 2. Dạ. Rồi, lên số 3. Cây số 3. Rồi, một cây dáng lắc lượng luôn. Cao 70. Hoành thân 18. Rồi, khối đế luôn ha. Khối đế luôn. Này sổ nôm 2 tấc nha cô chú anh chị. Rồi, số 3 700 ngàn. Rồi, 700. 700 mã số 3. Rồi, em lên số 4 luôn ạ. Cao 60. Hoành thân tổng ở đây là 21 nha cô chú anh chị. Dạ. Nó quái quái nha cả nhà. Nôm quái ha. Ừ. Rồi số 4 650 luôn anh. Rồi 650. Rồi em lên số 5 luôn ạ. Cây số 5. Lắc lượng giáng long. Dạ. Giáng long lắc lượng. Cao 50. Hoành thân đo hiện tại đây 18 nha cô chú anh chị. À, nôm đẹp luôn. Nghe đó 18, còn khúc trên đây là 12 nha cô chú anh chị. Dạ. Đo kỹ cho cô chú anh chị mình coi ha. Rồi số 5 350 luôn cô chú anh chị. Đấy, rất mềm luôn, chỉ có 3. Giá quá mềm luôn, 350. Dạ. Rồi em lên số 6 luôn ạ. Số 6. Cao 60. Hoành thân hiện tại đây là 20 nha cô chú anh chị. Đây cộng to lực ha. Số 5 tấc 8. To lực rất đẹp luôn. Rồi số 6 700 luôn ạ. Rồi 700, em cái đẹp. Rồi em lên số 7 ạ. Cao 45. Lùng lực dáng trực. Dạ, đo cái hoành ngay chỗ hiện tại ngay đây là 21. Củ nở là 30 nha cô chú anh chị. Lùng lực. Rồi số 7 750. Rồi, giá mềm luôn. Dạ. Rưỡi con em cái đẹp. Rồi em lên số 8 ạ. Cây số 8. Cao 50. Rồi, giáng long. Hoành thân 18. Số 8 650. Rồi, 650. Dạ. Rồi em tiếp tục lên mã số 9 ạ. Rồi, cây số 9. Rồi. Chiều cao là 84. Tre mắt trúc diện như cô chú anh chị. Hoành thân hiện tại ngay đây là tính 23 thôi cô chú anh chị. Tre mắt trúc gì đây không biết luôn nữa. Lên sù nhẹ ha. Mới lên sù nhẹ luôn cô chú anh chị. Cái này là tự nhiên trên cả nhà chứ không có trét keo trái gì nha cô chú anh chị. Nhìn kỹ giùm em ha. Trái nhẹ ha. Dạ, trái nhẹ luôn nha cô chú anh chị. Rồi số 9 700 ngàn. Rồi 700. 700 cho mã số 9. Rồi em lên số 10 nha cô chú anh chị. Cao 50. Hoành thân 16. À, nôm sổ đẹp. Sổ nôm 3 tấc nha cô chú anh chị. Rồi số 10 600 luôn. Đấy, cả nhà ơi. 600 cho mã số 10. Chị các bạn xích đây. Em lên mã 11 luôn ạ. Chú kéo các bạn xích đây. Dạ. Được cá. Rồi ok. Rồi lên mã 11 luôn ạ. 11. Cao 66. Hoành thân hiện tại ngay đây là 25 nha cô chú anh chị. Rồi, cây này cũng rất là già cây nha cả nhà. Sần sùi ha. À, nó sần sùi đứt da hết già cây luôn cô chú anh chị. Đó. Cây này rất là già. Rồi 11 800 ngàn luôn cả nhà ơi. 800.
800 cho mã 11. Nhỏ luôn. Rồi em lên mã 12 ạ. Cây số 12. Lắc lượng ha. 12. Cao 60. Hoành thân 19. Rồi, đẹp luôn. Số nôm. Số nôm là 3 tấc nha cô chú anh chị. Rồi mã 12 800 ngàn. Rồi 800 ngàn cái đẹp. 800 cho mã 12. Rồi em lên 13. Rồi số 13. Em trực lùng lực. Dạ, em này rất đẹp luôn cả nhà ơi. Chiều cao 60, một khối đế luôn nha. Hoành thân 19. Rồi. Để em đo cái tổng cái nồi đế nó trên đây coi. Tổng nồi đế là 89 nha cô chú anh chị. Sổ nôm nó là 20. Rất đẹp. Cái này rất đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi 19 750, ủa 13 750 cả nhà ơi. Chỉ có 750 ha. 750 cho cây 13 cô chú anh chị. Rồi em lên 14 nha cô chú anh chị. Rồi, dán trực luôn. Dạ. Đế đẹp. Cao 50. Đo cái hoành ở đây nha cô chú anh chị. 16 hoành. Rồi, đế đặt kẹo luôn ha. Dạ. Đế một nồi đế luôn. Rồi 14 600 ngàn luôn cô chú anh chị. 600, có một cây đẹp. 600 có một cây đẹp luôn. Rồi em lên 15. Cây số 15 lắc lượng. Cao 50. Hoành thân 16. À, đây này. Cái này phong tặng dù. Rồi mã 15 450 luôn. Rồi, 450. Dạ, 450 cho mã 15. Rồi em lên 16 luôn ạ. Cây số 16. Ai, cây lùng lực luôn nha cả nhà. Nhấn trực lùng cao lực. Cao 40, nhấn trực lùng lực luôn. Dạ. Hoành thân 17,5 tính 17 luôn. À, đây này rất có duyên luôn cả nhà ơi. Rồi 16 500 ngàn. Rồi 500. 500 có một cây lùng lực rất đẹp luôn. Dạ. Rồi em lên 17 luôn. Cái này quái ha. Dạ. Cao 60. Hoành thân 16. Rồi dưới đây. Cây lắng lượng rất đẹp luôn. Rồi 17 500 luôn cả nhà ơi. Rồi có 500 thôi. 500 có cây mai về chơi rất đẹp luôn ha. Rồi em lên 18 luôn ạ. Rồi cây số 18. Nhấn trực tay cành đều. Cao 70. Hoành 16. Rồi đế đây. Đế đều 4 mặt luôn. Này nè có hiện tượng sù, sù phiến hay sù gì không biết. Hơi nhẹ hả? À, sù nhẹ luôn cô chú anh chị. Rồi 18 550 luôn cả nhà ơi. 550. 550 cho mã 18. Rồi em lên 19 luôn ạ. Rồi giáng long. Một em giáng long. Cao 64. Hoành thân 14. À, đây đây. Cây rất là khỏe cây nha cả nhà. Rồi 19 500 luôn cả nhà ơi. Rồi 500. 500 cho mã 19. Rồi em lên 20 luôn ha. Rồi cây số 20. Lùng đây, lực. Một em lùng lực nha cả nhà. Đây nôm quái. Cao 35. Hoành thân 15. Rồi cái này cái gì? Đó. À, quái nè. Rồi 20 350 luôn cả nhà. Rồi 350. Quá mềm. Rồi em lên 21 luôn cô chú anh chị ơi. Cây số 21. Rồi 20 21 một cặp luôn. Yeah. Rồi cao 35 luôn. Cũ nở. Hoành thân 14 luôn, cũ nở luôn. 20 21 một cặp luôn cô chú anh chị. Rồi 21 350 luôn. Rồi 350. Hốt cặp này lẻ đây cả nhà ơi. Dạ. Yeah. Rồi em lên 22 luôn cả nhà. Cây số 22 lắc lượng. Rồi một em lắc lượng luôn ha. Cao 60. Hoành thân hiện tại 16. À, đúng bonsai. Cái giá hữu nghị luôn. 22 450 à cả nhà. Rồi 450. 450 có cây mai nha cả nhà. Dạ. Yeah. Rồi em lên 23 luôn ạ. Cây số 23. Đó. Tre mắt trúc nha cô chú anh chị. Cao 80. Hoành thân hiện tại ngay đây là 23 nha cô chú anh chị. Rồi, để đây. Đó, này mắt tre mắt trúc luôn. À. Đó. Từ dưới lên trên luôn. Rồi 23 650 rồi cả nhà ơi. 650 ha. 650 cho có cây mai rất đẹp luôn ha. Rồi em lên 24 ạ. Rồi số 24 lắc lượng. Cao 60. Hoành 16. Ờ đây đây. Rồi 24 này 600 ngàn luôn. Rồi chỉ có 600 thôi.
600 cho mã 24 luôn. Rồi em lên 25 luôn. Cây số 25. Rồi, nơm đẹp luôn ha. Cây nơm quá quái luôn. Cao là 65. Hoành thân 14. Củ nở là 23. Rồi. Sổ nơm này là 2 tấc 7 nha cả nhà. Đó. Đúng màu luôn. Rồi 25 này 600 ngàn luôn cả nhà ơi. Rồi, chỉ có 600 thôi. 600 có cây mai đế kính bầu luôn. Dạ. Rồi em lên 26 luôn ạ. Cây số 26. Cây này đế VIP luôn ha. Đây, cây VIP luôn. Cao là 78. To tuốt trên đây là hoành thân là 21. Rồi. Củ nở ở đây là 37 nha. Tổng nồi đế của nó là 103. Sổ nơm là 28. Rồi. Nơm sổ rất đẹp. Đó, kính bầu luôn. À. Rồi 26 này 900 ngàn hả cả nhà? Rồi, 900 ha. 900 có một cây mai bự rất là bự luôn. Hoành to. Rồi em lên 27. Hoành to giá nhỏ luôn. Quái nha. Cao 40. Hoành thân 19. Củ nở 25. Rồi để đây. Đó. Và sổ nơm coi được nhiều. Sổ nơm 18. 27 550 luôn. Rồi, 550. Dạ. Rồi em lên 28 luôn ạ. À. Rồi, dán trực. À, một em dán trực đế đều. Cao là 70. Đo hoành thân hiện tại ở đây là 25,5 tính 25 của chú anh chị ơi. Rồi, để đây. Đó. À. Rồi 28 thì 950 rồi cả nhà. Rồi 950. 950 có cây mai to đùng luôn. Rồi em lên 29 luôn ạ. Rồi số 29. 29. Dán lông lắc lượng luôn. Cao 66. Đo cái hoành ở đây là 21. Củ nở ở đây là 32. À. Sổ nôm là 3 tấc. Rồi 29 800 luôn cô chú anh chị ơi. 800. 800 cho mã 29. Rồi em lên mã 30 cũng là cua liếp em ha. Số 30. Đây, cua liếp này tựa tựa hình thú nha cả nhà. Thú ha. Dạ. Được con thú nha. Cao 50. Cái hoành 16. Độ dài của cái đuôi là 30. Rồi. Đó, tựa tượng thú nha cả nhà. Chân tay đầy đủ ha. 30 cú clip giao lưu giá 500. Rồi, 500. 500 cho mã 30 cú clip ạ. Gửi giùm chị. Dạ, cú clip thì con cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Mai Vàng Thanh Tâm cũng như ủng hộ shop Giang Mai Vàng của con ha. Dạ. Mong cô chú xem và ủng hộ dài dài trên chương trình của con luôn ha. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Dạ. Rồi, rất mong quý vị ủng hộ cho chị Giang ha. Cảm ơn mình cũng tạm dừng lại nhé. Nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.